cho mình một bộ mic để thu âm này, để live stream này, để hát ở trên Facebook này, làm YouTube này, làm vlog này, hay là làm idol ở trên TikTok. Thì hôm nay Mạnh Tiến xin giới thiệu một siêu phẩm mới, bộ sao cạc thu âm K3000 và bộ mic 26 Pro Max ở đây. Một combo siêu phẩm này, nó có tính năng gì hay, thích hợp với già trẻ con này, hiệu ứng khán giả vỗ tay ở đây này, đây này các bạn này, hiệu ứng giọng cười ở đây này. Và cái điều đặc biệt đấy nữa là nó kết hợp được tích hợp pin đấy, có thể mang đi du lịch được 5 tiếng này, và có bluetooth này, các anh chị sử dụng để kết nối nhạc này, không cần phải qua máy tính này, kết nối dây lằng nhằng này. Điều đặc biệt ở đây nữa là nó có thể có hiệu ứng auto tune đây, nó có hiệu ứng auto tune khi các bạn hát này, ba tình yêu đó đấy, đây là hiệu ứng auto tune, điều rất là tuyệt vời ở đây.